Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Thế lực Lê Thanh Hải phản đòn, Tất Thành Cang được đề nghị giảm tội. Cuộc chiến đốt lò thành phố Hồ Chí Minh ngày càng ly kỳ. Phe Nguyễn Phú Trọng bắt Tất Thành Cang tuy dễ dàng, nhưng xem ra buộc tội không dễ, tuy là chứng cứ rành rành ra đó. Và lại, từ lúc bắt Tất Thành Cang cho đến nay đã nửa năm, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa sờ được đến Lê Thanh Hải, làm nhiều người cho rằng thế lực Lê Thanh Hải vẫn còn mạnh lắm. Việc ông Nguyễn Văn Nên bắt Tất Thành Cang làm nhiều người tưởng rằng thành trì Lê Thanh Hải đã bị phá. Nhưng không phải là như vậy. Ít nhất là cho đến bây giờ, phe Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra bế tắc, mặc dù ông ta đã cố gắng rất nhiều. Nhưng tuổi càng cao, sức ngày một yếu. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang, con mồi khó nuốt với Nguyễn Phú Trọng. Nhà nước vô pháp là như vậy. Pháp luật không thể thắng được quyền lực, dù đó là quyền lực ngầm. Cứ mỗi lần bắt một quan chức, thì ông Nguyễn Phú Trọng là phải dựng mưu ủ kế, thực hiện đủ thứ chiến lược và xoay sở đủ thứ chiến thuật. Nhưng kẻ thì bắt được, kẻ thì không. Luật pháp Việt Nam nó nằm dưới điều lệ đảng, và điều lệ đảng thì bị ông Nguyễn Phú Trọng chà đạp một cách dễ dàng. Nếu ông Trọng chà đạp được, thì thế lực chính trị khác cũng chà đạp được. Vì vậy, trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã nỗ lực chiến đấu rất vất vả. Với Đinh La Thăng thì bắt được, nhưng với Hoàng Trung Hải thì cho tới giờ, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không dám trộm tới. Với Trịnh Xuân Thanh thì qua tận Berlin để bắt cóc, nhưng Nguyễn Thanh Nghị cũng bị sai phạm về việc dùng xe công và cả sai phạm về đất đai ở Phú Quốc, nhưng ông Trọng không làm gì được. Cứ như vậy, cuộc chiến đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng chảy chặt lúc được, lúc không. Sau đại hội lần thứ 13 của Đảng, người dân đang theo dõi động thái của ông Nguyễn Phú Trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cho đến nay, con cá gọc Lê Thanh Hải vẫn đang thong dong và bơi ngạo nghễ đầy thách thức. Chỉ cần vụ án Thủ Thiêm thì đủ lý luận để hốt Lê Thanh Hải, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể làm được. Điều đó cho thấy hoặc là thế lực của Lê Thanh Hải quá mạnh, hoặc là thế lực Nguyễn Phú Trọng không còn mạnh như người ta vẫn tưởng. Tất Thành Cang là đầu mối, việc bắt Tất Thành Cang dựa trên sai phạm Sadeco cũng cho thấy thế lực Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Nên đang tránh né vụ sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm. Người ta hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt Tất Thành Cang, rồi sau đó sẽ khai thác và sai phạm tại Thủ Thiêm và từ đó truy ra sai phạm của hàng loạt quan chức khác như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Tuy nhiên, đã 6 tháng mà cơ quan cảnh sát điều tra chỉ quanh quẩn sai phạm ở Sadeco. Điều đó cho thấy thế lực ngầm của Lê Thanh Hải quá mạnh. Đến những tội có dính phám sai phạm của gia tộc Lê Trương thì cơ quan điều tra đều né. Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Đây là hình ảnh sai phạm khủng của Tất Thành Cang và ông Nguyễn Văn Nên vẫn chưa ai dám đụng đến. Hiện nay có đề nghị giảm nhẹ tội cho ông Tất Thành Cang. Mục đích là yêu cầu của Liên minh Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Nên dơ cao đánh khẽ mà thôi. Tội lớn không dám khui, tội nhỏ thì có thế lực cản trở. Vậy thì không biết cái quyền uy của Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Phú Trọng đang ở đâu. Được biết, cơ quan điều tra đang xác định cựu phó bí thư Tất Thành Cang gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng trong tổng số 1.100 tỷ đồng khi Sadeco bán 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim. Vào ngày 11 tháng 5, trong kết luận điều tra bổ sung về án sai phạm tại Sadeco, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Tất Thành Cang là Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thiệt hại này, tương đương với số vốn của văn phòng Thành ủy góp vào Sadeco. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng quá trình công tác bị can có nhiều thành tích đóng góp cho thành phố, đã nhận thức được thiếu sót của bản thân nên đề nghị Viện Kiểm sát và Tòa án xem xét giảm trách nhiệm, truy tố và xét xử. Động thái này được đưa ra sau 2 tháng Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung theo đề nghị của Viện Kiểm sát khi trả lại hồ sơ. Và thế mới thấy thế lực của Lê Thanh Hải vẫn còn rất đông cho Công an thành phố trước khi bắt Tất Thành Cang. Ông Trần Lưu Quang và ông Tô Lâm đã đưa được ông Nguyễn Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, về thay thế ông Lê Đông Phong để tránh trường hợp công an không dám mạnh tay với sếp cũ. Tuy nhiên, cho đến giờ, có vẻ như kế hoạch này đã bị phá sản.
đề nghị giảm nhẹ tội cho Tất Thành Cang, không ai khác chính là cơ quan cảnh sát điều tra. Ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên chỉ có thể thay thế lãnh đạo đầu ngành chứ không thể thay thế mọi vị trí trong bộ máy chính quyền thành phố được. Thế lực Lê Thanh Hải đã bám rễ quá sâu, rất khó cho ông Nguyễn Văn Nên thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là hình ảnh ngay trong cơ quan điều tra thành phố đang muốn gỡ tội cho Tất Thành Cang. Được biết, cơ quan điều tra xác định trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc Sadeco Hồ Thị Thanh Phúc vào ngày 24 tháng 4 năm 2017, nhóm đại diện quản lý vốn của văn phòng thành ủy tại Sadeco đã trình phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty cổ phần và đầu tư phát triển Nguyễn Kim để tăng vốn điều lệ của Sadeco. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2017, Phó Bí thư Tất Thành Cang đã tổ chức họp và sau đó bút phê đồng ý. Ông Cang bị cáo buộc đã biết rõ việc phát hành cổ phần phải đấu giá, thẩm định giá nhưng không chỉ đạo văn phòng thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng trên một cổ phần cho cổ đông chiến lược là sai quy định tại điều 125 và điều 149 luật doanh nghiệp, đó là thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc hội đồng quản trị. Từ bút phê của Phó Bí thư, nhóm đại diện vốn của văn phòng thành ủy đã biểu quyết đồng ý phương án bán 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim. Sau thương vụ này, Sadeco đã thu về 360 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế rất nhiều. Sadeco là công ty con của công ty Tân Thuận IPC, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng. Trong đó, vốn cổ đông là của cơ quan doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ 62,8%. Cụ thể, IPC chiếm tỷ lệ 44%, Văn phòng Thành ủy 16,7%, Thacovest 14,1%. Hồi tháng 3, căn cứ vào Nghị định 59/2011, vào ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự đã xác định thời điểm tháng 1 năm 2017, giá trị tài sản của Sadeco là gần 2.890 tỷ đồng. Cổ phần Sadeco phải là 144.489 đồng trên cổ phần. Vì vậy, khi nhân cho 9 triệu cổ phần sẽ ra thiệt hại là 940 tỷ đồng. Với các sai phạm trên, ông Tất Thành Cang, Tề Chí Dũng và các bị can khác bị đề nghị truy tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra, Tề Chí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc là Tổng Giám đốc Sadeco còn bị cáo buộc thêm hành vi tham ô tài sản. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án bị Viện Kiểm sát trả đề nghị điều tra làm rõ hai nội dung. Và tất nhiên qua việc này thấy rằng việc buộc tội Tất Thành Cang không hề dễ. Trước mắt, bất chấp Thành phố Hồ Chí Minh đã có giám đốc mới được điều về từ ngoại tỉnh, nhưng có nhiều cơ quan điều tra vẫn như đang muốn binh vực cho Tất Thành Cang. Mà nếu Tất Thành Cang nhẹ tội thì làm sao moi ra được sai phạm của Lê Thanh Hải? Kế hoạch của Nguyễn Phú Trọng đến thời điểm này dường như đang gặp rất nhiều khó khăn. Đây là hình ảnh việc điều Nguyễn Văn Thể về Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gặp rất nhiều khó dễ. Việc Nguyễn Văn Thể bị tấn công trên mặt báo khi ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa ông này về thành phố phối hợp với Nguyễn Văn Nên thì điều đó cho thấy thế lực Lê Thanh Hải đang muốn phản đòn thật. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có đưa ông Nguyễn Văn Thể về thành phố thành công hay không. Tuy nhiên, cho đến giờ, Trung ương vẫn chưa có quyết định chiếc ghế của Trần Lưu Quang để lại thì cũng đủ hiểu chuyện bên trong còn đang rối ren lắm. Sắp xếp nhân sự nó mang đến lợi thế cho người này nhưng lại làm cho người khác thất thế. Việc thay thế vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là tất nhiên cho thế lực Lê Thanh Hải phải hết sức lo âu. Nếu sắp xếp xong hết các vị trí thì ông Nguyễn Phú Trọng có một dàn lãnh đạo gồm Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Giám đốc Công an thành phố đồng lòng thì lúc đó việc phá vỡ thành trì của Lê Thanh Hải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Từ đây đến hết tháng 7 năm 2021 thì ắt sẽ có nhiều cú phản đòn của thế lực Lê Thanh Hải. Mục đích là tránh bị lôi vào chiếc lò. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Thế lực Lê Thanh Hải phản đòn Tất Thành Cang được đề nghị giảm tội. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.